Xin chào quý anh chị các bạn. Trong cái video này, Chiến muốn giới thiệu tới quý anh chị và các bạn một mẫu đèn Movinh mới nhất hiện nay. Đó là đèn Movinh Zabita 6 bóng kết hợp với một mắt laser. Đấy, trên màn hình của quý anh chị và các bạn là mẫu đèn Movinh Zabita 6 bóng nét, mỗi bóng 10W và một mắt laser xanh lá cây để chiếu ra các điểm chấm. Đèn thì có 3 chế độ chạy, chạy tự động, chạy theo nhạc và chạy qua bàn điều khiển ánh sáng. Cái đèn này nó nặng khoảng 3 cân quý anh chị các bạn nhé. Với cái mẫu đèn Movinh Zabita này thì chúng ta thường được lắp cho phòng hát là nhiều nhất, hoặc là sân khấu. Đấy, lắp cho sân khấu, lắp một đôi này là rất là đẹp. Và có một điều lưu ý đặc biệt đối với mẫu đèn này là gì? Đây quý anh chị các bạn chú ý nhé. Cái mẫu đèn Movinh Zabita 6 mắt LED cộng laser này mới nhất hiện nay này, cái cổng cắm kết nối DMX out, DMX in thì bây giờ nó tích hợp, nó được tích hợp làm từ cái cổng mạng này. Đấy, nó làm một cái cổng mạng này thì rất thuận tiện cho quý anh chị và các bạn, vì ở đâu cũng có thể mua được cái dắt cắm mạng này và mua dây mạng này được. Đấy, còn mọi khi các cái đèn dòng đèn khác ấy, nó là phải đúng dắt DMX 3 chân và dây tín hiệu ánh sáng cơ, thì tìm mua cái đấy rất là khó. Còn bây giờ hiện nay bây giờ là các cái dòng đèn mới ra bây giờ ấy, nó thiết kế cái cổng mạng này rất tiện lợi cho quý anh chị và các bạn, vì quý anh chị các bạn đi đâu cũng có thể mua được cái dây mạng như này, dù ở quê cũng mua được, cứ ra cửa hàng máy tính là có cái dây này. Đấy, thuận tiện cho đấy. Và cái mục đích của cái này là gì? Cái dây mạng này để làm gì? Là cắm kết nối từ đèn này sang đèn kia để cho nó chạy theo nhau. Khi mà đã chơi những cái dòng này thì chúng ta phải chơi thường đến hai con đổ lên thì nó mới đẹp, còn một con thì nó cũng đơn điệu quá. Đấy, lắp cho phòng hát, nếu mà phòng rộng rộng tí lắp hai con là đẹp nhất. Tiếp đến mình sẽ test cho quý anh chị các bạn xem thực tế đèn chạy nhé. Đèn đang chạy đây quý anh chị các bạn nhé. Đây là hai cái đèn mình kết hợp, mình kết nối nó với nhau qua một dây mạng quý anh chị các bạn nhé. Đấy, đèn đang chạy đây, đèn Movinh Zabita 6 mắt LED cộng với một mắt laser, mẫu mới nhất đây.